Một căn nhà phố đẹp mà anh chị đang tìm mua nhà quận 7 hoặc mua nhà Nhà Bè không nên lướt qua. Ở video hôm nay Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một bất động sản được decor trang trí rất là sang trọng, vị trí trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, cách quận 7 trong vòng bán kính là 500m, với đầy đủ tiện ích xung quanh gần chợ, trường học, ngân hàng và các cơ quan hành chính. Diện tích của căn nhà là ngang 4,5m, dài 11m, diện tích sàn là 155,4m. Hướng nhà là hướng Tây, sẽ phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng Tây tứ trạch, bao gồm các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Đường trước nhà là một con đường thông, xe hơi di chuyển vào tận nơi nha anh chị. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong để mình xem toàn bộ không gian kiến trúc của căn nhà này. Đây là căn nhà mới vừa decor trang trí lại rất là đẹp, và không gian phòng khách với cách thiết kế và trang trí rất là sang trọng. Đây là một bộ sofa bằng da công nghiệp, tường phía sau sofa trang trí cũng rất đẹp nha anh chị. Điểm nhấn sẽ là đèn led kết hợp với những cái đèn đô lai ở trên trần cũng rất là sang trọng. Điều mà Toàn thích nhất là một cái bức vách mà ốp kiến cường lực màu đen, sẽ tạo nên một cái điểm nhấn rất là sang trọng cho toàn bộ không gian phòng khách. Và điểm nổi bật thứ hai là tất cả các cầu thang bên trong được ốp gỗ cũng rất là sang trọng. Liền kề với phòng khách sẽ là không gian bếp. Không gian bếp của căn nhà này với diện tích rộng khoảng 20m2, bếp thì hình chữ L với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng ở bên trong. Căn nhà này được decor trang trí rất là đẹp luôn nha anh chị, kết hợp với tủ bếp và tủ rượu trang trí cũng rất đẹp. Đối diện sẽ là một cái bàn đảo, và bên ngoài cùng sẽ là một nơi để mình đặt bộ hàng gồm 4 ghế ngồi rộng rãi. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ nhé. Tường thì xung quanh tại tầng trệt thì đã được decor ốp lên vuôn trần, trang trí cũng rất là sang trọng nha anh chị, một cái nét đẹp riêng. Hiện tại trên kênh của Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7 hoặc mua nhà Nhà Bè, hoặc là mua bán nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh thì kết nối với Toàn để đến xem nhà thực tế. Và những anh chị là chính chủ đang có nhu cầu bán nhà quận 7 hoặc bán nhà Nhà Bè, kết nối với Toàn để ký gửi nhé. Toàn đang đứng tại sảnh hành lang của tầng 1, giữa hai phòng ngủ thì có một giếng trời trung tâm rất là thông thoáng nha anh chị, chạy dọc từ trên xuống, thành ra là các phòng ngủ, đặc biệt là phòng ngủ phía sau, rất là thông thoáng. Vệ sinh thì đặt ở bên ngoài, hai phòng ngủ sẽ sử dụng chung một vệ sinh với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và phòng ngủ phía sau tại tầng 1 với diện tích rộng khoảng 20m2, tại đây thì Toàn thấy đã được trang bị đầy đủ nội thất, giường, ra nệm, tủ áo. Đối diện sẽ là kệ tivi kết hợp với bàn trang điểm, nhấn nhá theo phong cách là Indochine cũng rất là sang trọng nha anh chị. Với giá bán là 5,6 tỷ thì căn nhà này được decor trang trí như thế này thì cũng rất là phù hợp. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển sang phòng ngủ phía trước. Không gian phòng ngủ phía trước thì với diện tích là Toàn nghĩ rộng cũng khoảng 20m2, cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất giống như phòng ngủ mà anh chị vừa xem. Đặc biệt bên ngoài thì có một cái khoảng ban công. Ban công này là rất rộng rãi luôn và thông thoáng luôn nha anh chị. Mình có thể ngồi mình chiêu thư giãn hoặc mình trồng cây tại vị trí này cũng rất là phù hợp. Bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên tầng 2 để mình xem hai phòng ngủ còn lại. Căn nhà này là hiện tại là không có sân thượng nha anh chị. Toàn đính chính lại tại đầu video, Toàn nói là một trệt 3 lầu là Toàn nói nhầm, Toàn xin lỗi các anh chị nha. Nó là một trệt 2 lầu, có tất cả là 4 phòng ngủ, vệ sinh sử dụng riêng ở bên ngoài. Và công năng sử dụng tại tầng 2 cũng sẽ bao gồm hai phòng ngủ và một sân phơi. Thì không gian phòng ngủ phía sau tại tầng 2 á, thì sẽ được thu nhỏ lại. Đây anh chị, phần không gian này mình sẽ thu nhỏ lại để mình thiết kế một cái khoảng sân phơi. Đây mình sẽ phơi đồ ở tại khu vực này nha. Máy giặt và tất cả mọi thứ là mình sẽ thiết kế tại đây. Đây máy giặt và mình sẽ phơi đồ tại không gian này, không lo bị ướt nha anh chị. Và không gian phòng ngủ này thì anh chị có thể là tận dụng làm phòng thờ, hoặc là phòng làm việc, hoặc là phòng ngủ cho người giúp việc tại vị trí này cũng rất là phù hợp. Đây sảnh hành lang cũng rất rộng rãi và thông thoáng. Và phòng ngủ phía trước thì cũng sẽ giống như phòng ngủ mà tại tầng 1 mà anh chị vừa xem. Tuy nhiên ở đây là chỉ thiếu mỗi cái giường ngủ thôi nha anh chị. Còn tủ áo với lại kệ tivi là đã được lắp đặt sẵn rồi, bao gồm máy lạnh. Nói chung là 4 phòng ngủ bên trong căn nhà này là đã bao gồm 4 cái máy lạnh. Và bây giờ Toàn xin tóm tắt lại thông tin của căn nhà này như sau. Diện tích ngang 4,5m, dài 11m, một trệt, 2 lầu, vị trí trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, trung tâm của Nhà Bè, kế bên quận 7 nha anh chị. Cách quận 7 là chưa đến 500m, với đầy đủ tiện ích xung quanh, gần chợ, trường học, ngân hàng và các cơ quan hành chính. Căn nhà này đã có sổ hồng riêng và đã hoàn công đầy đủ rồi, và có hỗ trợ vay ngân hàng khi anh chị có nhu cầu. Với giá bán là 5,6 tỷ vẫn còn thương lượng. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì kết nối với Toàn nha.